thỏa thuận chung giữa Đan Mạch, Đức và Hà Lan, Ukraine sẽ nhận được ít nhất 100 xe tăng Leopard 1, cũng như sẽ được hỗ trợ công tác huấn luyện, hậu cần, hỗ trợ phụ tùng thay thế và các gói đạn dược. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết con số kỷ lục quân Nga tử trận trong một ngày đã bị phá kỷ lục, với 1.030 lính Nga tử trận cùng với 14 xe tăng và 28 xe thiết giáp các lực lượng phòng thủ của Kyiv tại khu vực Kherson đã đẩy lùi kế hoạch tác chiến của hai nhóm thám báo Nga, đồng thời khẳng định đã bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga trên không phận thành phố Bakhmut. Đơn vị vận hành công cụ tìm kiếm trực tuyến nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục Baidu sẽ cho ra mắt một phiên bản chatbot ứng dụng thuật toán Machine Learning vận hành y hệt như ChatGPT của OpenAI trong vòng 3 tháng tới. Tại một diễn biến khác, Tổng thống Joe Biden vừa có bài phát biểu hơn một giờ tại Điện Capitol nhắc đến nhiều vấn đề nóng, trong đó có cam kết ủng hộ Ukraine đến khi nào cần. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Molly Phan xin mến chào tái ngộ quý khán giả thân thương đang xem tin tức trên kênh The Sài Gòn Post. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Thưa quý vị, Cuộc xung đột Nga-Ukraine được cho là đã bước sang giai đoạn thứ ba, khi mà các bên dồn toàn bộ binh sĩ và khí tài cho cuộc chiến tổng lực nhằm kiểm soát các vùng lãnh thổ trên các mặt trận trọng yếu. Theo đó, để tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến giành tự do, các nước Đan Mạch, Đức và Hà Lan sẽ gửi ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine trước mùa xuân 2024. Theo thỏa thuận chung giữa Đan Mạch, Đức và Hà Lan, Ukraine sẽ nhận được ít nhất 100 xe tăng Leopard 1, cũng như sẽ được hỗ trợ công tác huấn luyện, hậu cần, hỗ trợ phụ tùng thay thế và các gói đạn dược. Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jack Sullivan tại thủ đô Washington, DC vào ngày 7 tháng 2, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cho biết, theo kế hoạch, Ukraine sẽ nhận được số lượng xe tăng Leopard 1 do Đức sản xuất ở mức hai con số trong quý đầu tiên, Chúng tôi vẫn còn số lượng lớn xe tăng, nhưng chúng phải được tân trang lại, phải được trang bị đầy đủ lại để chiến đấu. Tôi chắc chắn số lượng lớn xe tăng chuẩn bị được gửi đến Ukraine sẽ giúp Kyiv đẩy lùi quân đội Nga, ông Habeck nói. Cả ba quốc gia cho biết thỏa thuận hợp tác góp vốn cung cấp xe tăng Leopard 1 cho Ukraine cũng được mở rộng cho các đối tác tham gia, cho biết thêm rằng Bỉ cũng đã thể hiện sự quan tâm tới thỏa thuận này xe tăng Leopard 1 đã được chứng minh hiệu quả của nó trước đây. Chúng tôi đang sửa chữa chúng và chúng sẽ sẵn sàng tham gia chiến đấu trong thời gian tới. Chắc chắn chúng sẽ hữu ích cho người dân Ukraine và cũng tốt hơn một số loại xe tăng Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Keisha Olongren nói trên đài truyền hình NOS. Cùng ngày, theo thông tin từ Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv và gặp gỡ ông Reznikov, Bộ trưởng Bistorius thông báo cho người đồng cấp Ukraine rằng Berlin sẽ chuyển đến Kyiv 20 đến 25 xe tăng vào mùa hè, khoảng 80 chiếc vào cuối năm nay và 100 chiếc khác vào năm 2024, đứng cạnh ông Reznikov ở Kyiv, Bộ trưởng Bistorius cho hay, trước đó ông đã tiễn một nhóm binh sĩ Ukraine tới Đức để được huấn luyện cách sử dụng những chiếc xe tăng Leopard 2 hiện đại hơn mà Berlin cũng đã hứa sẽ cung cấp cho Kyiv. Trong một bài đăng khác trên Twitter, Bộ trưởng Bistorius cho hay những chiếc xe tăng Leopard 2 thực sự sẽ có sẵn vào cuối tháng 3. Và trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kiev chiều thứ Ba ngày 7 tháng 2, thưa quý vị, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết con số kỷ lục quân Nga tử trận trong một ngày đã bị phá kỷ lục với 1.030 lính Nga tử trận cùng với 14 xe tăng và 28 xe thiết giáp. Con số cao nhất các binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến trong một ngày là 950 người, xảy ra ngày thứ Bảy, 29 tháng 10. Con số này đã bị vượt qua trong 24 giờ qua, với 1.030 lính Nga tử trận, cùng với 14 xe tăng và 28 xe thiết giáp các đơn vị thiệt hại nặng nhất là sư đoàn xe tăng cận vệ số 4 và sư đoàn súng trường cơ giới số 2, cả hai đều thuộc về tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 của Nga vừa quay lại Ukraine để phục hận sau khi đã bị đánh tơi bời ở Chernihiv và Kharkiv trong năm 2022. Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 được cho là lực lượng chủ lực của Nga nhằm chống lại một cuộc tấn công nếu xảy ra của NATO. Nó được Putin mô tả là tập đoàn quân mạnh nhất thế giới. Trước cuộc xâm lược Ukraine, cả hai sư đoàn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng tại Bogonovo ở phía nam Voronezh. Vài tháng trước khi được tung vào chiến trường Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập sư đoàn xe tăng cận vệ số 47 từ lữ đoàn xe tăng cận vệ số 6 của tập đoàn quân này. Vào tháng 5 năm 2022, Ukraine báo cáo rằng Tổng cục tình báo Ukraine đã nhận được tài liệu cho thấy rằng sau 3 tuần đầu giao tranh, tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 đã chịu 409 thương vong và 308 đơn vị thiết bị quân sự đã bị quân Ukraine tịch thu. Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh báo cáo ngày 19 tháng 5 năm 2022 rằng chỉ huy tập đoàn quân Trung tướng Sergei Kishel đã bị đình chỉ vì không chiếm được Kharkiv và phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất quá nặng nề của sư đoàn súng trường cơ giới số 2. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, tin báo quốc phòng Vương quốc Anh xác định tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 là lực lượng chính rút lui khỏi vùng Kharkiv trong cuộc tổng phản công Kharkiv của Ukraine. Sau một thời gian dưỡng quân tại Belarus và bổ sung thêm các tân binh mới bị gọi nhập ngũ, tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 đã được điều về Svatov và Kremina với dụng ý đánh từ hai đầu để thông các chốt trên xa lộ P-66. Kết quả sơ khởi trong 24 giờ qua là 14 xe tăng và 28 xe thiết giáp Nga bị bắn cháy, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng trên xa lộ P-66. Lại thêm một tin vui cho đất nước Ukraine và cho chúng ta, những con người yêu hòa bình thưa quý vị. Quân đội Ukraine tuyên bố đã hạ hai tàu quân sự cùng các nhóm thám báo của Nga. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự tối 6 tháng 2, bà Natalia Humenyuk, người đứng đầu văn phòng báo chí thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng phòng thủ của Kyiv tại khu vực Kherson đã đẩy lùi kế hoạch tác chiến của hai nhóm thám báo Nga. Chúng tôi hiểu rằng đối phương không hề có ý định rời bỏ khu vực phía Nam. Đây vẫn là một trong những khu vực ưu tiên của họ. Chúng tôi ghi nhận một lực lượng hùng hậu đã được quân đội Nga điều về mặt trận phía Nam Ukraine. Đối phương đã cố gắng gửi thám báo vượt sông Dnipro trong đêm nhằm thiết lập căn cứ quan sát tại hữu ngạn. Kế hoạch đã bị ngăn chặn, đối phương đã mất hai tàu quân sự. Bà Humeniuk nói, Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh rút các lực lượng phòng thủ của Nga khỏi thành phố Kherson sang bờ bên kia sông de Dibro nhằm bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, quân đội Nga khẳng định các lực lượng phòng thủ của Nga tại đây sẽ được tái bố trí tại các tuyến phòng thủ khác trong khu vực nhằm bảo vệ an toàn cho bán đảo Crimea. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy quân Nga đang tiến hành gia cố các chiến hào và công sự tại khu vực phía bắc bán đảo này. Sau tuyên bố của bà Humeniak vào hôm 7 tháng 2, lực lượng biên phòng Ukraine khẳng định đã bắn hạ một cường kích Su-25 của Nga trên không phận thành phố Bakhmut ở tỉnh khai Trong thông cáo được đưa ra trên mạng xã hội Telegram, phía Ukraine tiết lộ máy bay cường kích trên đã bị bắn rơi bằng tên lửa phòng không vác vai khi đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho bộ binh Nga. Su-25 là máy bay được thiết kế với nhiệm vụ tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến, và nó có tốc độ tối đa khoảng 956 km h và trần bay 6.700 m. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga thường sử dụng cương kết Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến và yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. Trung Quốc chuẩn bị tung ra ứng dụng AI giống hệt ChatGPT, đó là thông tin mà Bloomberg tuyên bố hôm vừa rồi thưa quý vị. Nguồn tin này nói rằng, trong tháng 3 tới, đơn vị vận hành công cụ tìm kiếm trực tuyến nổi tiếng ở đại lục Beidou sẽ cho ra mắt một phiên bản chatbot ứng dụng thuật toán Machine Learning vận hành y hệt như ChatGPT của OpenAI. Công cụ này hiện giờ vẫn chưa rõ tên chính thức, nhưng khi ra mắt, nó sẽ được tích hợp thẳng vào dịch vụ tìm kiếm trực tuyến của Baidu dù nhiều tập đoàn công nghệ khác của Trung Quốc cũng đã và đang bỏ rất nhiều tiền nghiên cứu giải pháp AI tương tự như mô hình ngôn ngữ GPT. Nhưng xét trên quy mô của Baidu, mô hình ngôn ngữ Machine Learning họ tạo ra rất có thể sẽ có tính ứng dụng cao. Mô hình này dựa trên hệ thống Ernie mà Baidu đã đầu tư phát triển trong vài năm qua. Tiêu tốn của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này số vốn không nhỏ chút nào. Còn về phần chat GPT, kể từ lúc nó ra mắt phiên bản public hồi tháng 11 năm ngoái, đã khiến cộng đồng công nghệ xôn xao với khả năng tạo ra những câu chữ, mang cả nội dung lẫn cách hành văn vô cùng tự nhiên. Mô hình ngôn ngữ này, giống như rất nhiều thuật toán machine learning khác, sử dụng lượng dữ liệu khổng lồ trên mạng Internet để tự học, tự chỉnh sửa chính bản thân nó cho tới khi thuật toán cảm thấy tự vượt qua phép thử turning, tức là tác phẩm đầu ra không thể phân biệt của người hay máy móc những người mang trong mình tâm lý tiêu cực về AI đang lo ngại rằng những công cụ như ChatGPT hay Dell E2 của OpenAI sẽ có thể thay đổi cả thế giới, cho rằng chúng có thể thay thế con người trong nhiều ngành nghề như giáo viên, luật sư, họa sĩ hay lập trình viên. Gần đây nhất, Microsoft đã chính thức công bố đầu tư mạnh tay cho OpenAI, con số được cho là có thể chạm ngưỡng 10 tỷ USD và đã chứng minh kỳ vọng và tiềm năng của các tập đoàn công nghệ lớn vào công nghệ machine learning trong việc phục vụ cuộc sống hàng ngày của con người tương tự là Alphabet, công ty mẹ của Google. Họ cũng đang đổ rất nhiều tiền phát triển một hệ thống machine learning cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT vì lo ngại rằng Microsoft sẽ tiếp hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm trực tuyến pin, giúp công cụ này có được lợi thế trong tương lai so với công cụ tìm kiếm Google, cổ máy in tiền hiện tại của Alphabet. Và tại một diễn biến khác, Tổng thống Joe Biden vừa có bài phát biểu hơn một giờ tại Điện Capitol, nhắc đến nhiều vấn đề nóng, trong đó cam kết ủng hộ Ukraine đến khi nào cần. Theo phóng viên tại Washington vào ngày 7 tháng 2, Tổng thống Joe Biden bắt đầu trình bày thông điệp liên bang trước một quốc hội bị chia rẽ trong bối cảnh đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm 2022. Giới quan sát cho rằng, qua thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Biden sẽ đề cập đến những thành tựu trong việc cải thiện chất lượng đời sống của người dân trong hai năm ông cầm quyền. Thay vì đưa ra các đề xuất chính sách mới, dự kiến ông chủ thứ 46 của tòa Bạch Ốc sẽ dành phần lớn thời gian để nêu bật những nỗ lực trong hai năm qua nhằm tạo việc làm, đối phó với lạm phát và cải thiện cơ sở hạ tầng quốc gia. Ngoài việc đề cao các thành tựu trong hai năm đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Biden cũng sẽ dùng thông điệp liên bang lần này để nhấn mạnh đến những quyết sách của chính phủ Mỹ trong các vấn đề đối nội và đối ngoại, như vấn đề trần nợ công, chi tiêu công, cuộc xung đột tại Ukraine, căng thẳng Mỹ-Trung trong những ngày gần đây sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc. Trong bài diễn văn, Tổng thống Biden nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ hai. Ông nhấn mạnh, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn đến chừng nào còn cần thiết. Chúng tôi đang nỗ lực vì tự do, hòa bình, hơn nữa không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Việc Tổng thống Biden trình bày thông điệp liên bang được dư luận đặc biệt chú ý vì đây được coi như bước chạy đà để ông chuẩn bị tuyên bố ra tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.